hôm nay ngày vui của hai cháu Ý Nhi và Bá Thảo. Dì xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Và dì có món quà nhỏ nhỏ, đó là bài hát Tình Yêu Của Tôi gửi đến hai cháu và quý vị quan khách có mặt tại hôm nay ạ.